Với ngoại hình nhiều màu sắc bắt mắt, củ cải mini hay còn gọi là củ cải mít màu, củ cải cầu vồng đang được nhiều người tìm mua bởi chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Củ cải cầu vồng cùng họ với bắp cải, súp lơ thích hợp trồng quanh năm, dễ trồng. Sau khoảng thời gian từ 30 đến 35 ngày là có thể cho thu hoạch. Củ cải chứa nhiều vitamin và khoáng chất có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như vitamin A, B, C. Củ cải nhiều màu có thể được chế biến thành nhiều món ăn có lợi cho sức khỏe như làm salad, ép lấy nước, nấu súp, canh hầm.